sinh lớp 12 và cô giáo Nguyễn Thị Hồng làm chủ nhiệm đến từ nơi khác nhau trong tỉnh Điện Biên. 46 em, mỗi người một vẻ, mỗi cá tính, nhưng các em đều có chung một chí hướng, chung một mái nhà, chung họ phổ thông Thanh Lương. Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hồng, người đã dìu dắt các em từ những ngày đầu, là một trong những giáo viên đầu tiên của nhà trường. Bằng kinh nghiệm và phương pháp chủ nhiệm khoa học, cô cùng các em học sinh lớp 10A2 quyết tâm đưa lớp trở thành một tập thể đoàn kết, đạt được thành tích cao cho học tập và rèn luyện. Lớp 10A4 với tổng số 43 học sinh, trong đó có 13 em nữ và 30 em nam, đến từ những nơi khác nhau, không chỉ riêng tỉnh Điện Biên, với dân tộc, tôn giáo khác nhau, nhưng tập thể lớp 10A4 luôn luôn đoàn kết, kiên trì, quyết tâm dưới sự dìu dắt của thầy giáo Đỗ Trọng Vũ, một giáo viên có chuyên môn vững, hoạt động phong trào tốt, sẽ đưa lớp trở thành lớp dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Và đang tiến qua đây là các em học sinh lớp 10A5 với 42.